Đây, người ta phong tỏa hết trơn đây cả nhà. Nhóm Vũng Tàu đi xã Tân Phước Hưng nha cả nhà. Đoạn đường này đi ra thành phố ngã 7 luôn nha. Cảm ơn mọi người. Có cái sao. Từ đây đi ngã 7 là 12 cây nha mọi người. Kênh Bùi Kiệm nha mọi người. Cầu Bùi Kiệm. Cầu kênh Bùi Kiệm. Cái này còn thuộc của Vũng Tàu. Rồi bây giờ là mình qua xã Tân Phước Hưng nha. Tên cầu Bảy Mũ. Đây là ủy ban xã Tân Phước Hưng nha cả nhà. Ủy ban xã Tân Phước Hưng. Đây là trạm y tế xã Tân Phước Hưng. Ai có đi xa về là ghé đó khai báo y tế nha cả nhà. Bến phà qua quảng lộ Phụng Hiệp vẫn còn hoạt động bình thường nha cả nhà. Trước mặt mình có cây cầu nữa nha cả nhà. Từ đây đi ngã 7 là 7 cây số, 6 cây số nữa nha cả nhà. Đây 6 cây số. Đây là cây cầu xã Hưng Điền. Cầu xã Hưng Điền. Ly tại nhà nha, bán đỏ. Có ngôi nhà quá đẹp nha các nhà. Ngay đoạn đường này có ngôi nhà quá lớn.
dốc cầu Mười Lê có điểm phong tỏa tạm thời nha cả nhà. Đây, tôi dán bản đỏ đây, điểm phong tỏa tạm thời khoảng chừng 20-30 hộ nha cả nhà. Khu vực phong tỏa tạm thời đây, phải dăng dây hết trơn. Mấy hộ dân tại cái dưới dốc cầu Mười Lê ngay bến đò qua quán lộ Cà Mau nghe cả nhà, đang phong tỏa tạm thời ngay khúc này khoảng chừng vài chục hộ dân nha. Đây, dốc phong tỏa. Tên Mười Lê lại gặp nơi phong tỏa nữa nha cả nhà. Tới bến phà nha cả nhà, giờ mình chuẩn bị qua sông nha. Đây bến phà, chuẩn bị qua sông. Gọi là bến đò qua Vũng Tàu nha cả nhà. Giờ đây là qua thành phố Ngã Bảy rồi đây.